Chào mừng bạn đế với bộ truyện Sư huynh của ta quá mạnh Tại website nữ hoàng truyện com Hay kênh youtube chị Google đọc truyện Truy cập website nữ hoàng truyện com Để nghe chuyện MP3 nhanh hơn Rồi chúng ta bắt đầu nghe nội dung bộ truyện Từ chương 1311 đến chương 1320 Chương 1311 Cướp sắc có thể Đừng cướp tiền Giản bắc cùng quản đại như kinh hãi Tại trong con mắt của bọn họ Trước mắt tựa hồ lóe lên một đạo màu lam thiểm điện không đợi hai người kịp phản ứng, liền bị Lữ Thiếu Khanh một người một cước đạp bay. Hai người muốn phản kháng, nhưng một cỗ lực lượng cường đại đánh tới, thân thể hai người không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lữ Thiếu Khanh từ trên trời giáng xuống, đem hai người bọn họ đè xuống đất. Cướp tiền cướp sắc, cướp sắc không quan hệ, dám rủa ta bị cướp tài. Nhìn ta không đi đánh chết ngươi cái này chết bàn tử. Còn có ngươi, khắp trốn mừng vui, đánh ngươi không có thương lượng. Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ, đem hai người đè xuống đất đánh đập. Thu thập một trầu về sau, lại đem hai người làm phá búp bê vải đồng dạng hung hăng hướng nơi xa ném đi. Trong nháy mắt hai người hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở chỗ này. Lữ thiếu khanh vỗ tay, thở phì phì nói, cướp tiền. Ai dám cướp ta tài, ta liền diệt cả nhà của hắn. Có thể cướp sắc, nhưng không thể cướp tiền. Đây là nguyên tắc, đem hai người ném ra bên ngoài về sau. Lữ thiếu khanh đối kế ngôn nói, ta đi, lần này chỉ là đi thử một chút truyền tống trận có thể hay không dùng có việc đừng chết khiêng tranh thủ thời gian chạy dặn dò vài câu về sau lữ thiếu khanh lần nữa đau lòng hô hào biến mất tại trong truyền tống trận ta linh thạch a qua tốt một một lát xương mặt xương mũi giản bắc tốt quản đại như từ đằng xa chạy về tới hai người cẩn thận nghiêm túc ở bên ngoài dò xét đầu hướng kế ngôn nơi này trông lại qua tốt một một lát giản bắc mới hô hào đại ca người ở bên trong bất quá lữ thiếu khanh đã sớm ly khai sẽ không đáp lại hắn đáp lại hắn là kế ngôn vào đi hai người nghe vậy vẫn là cẩn thận nghiêm túc tràn ngập cảnh giác đề phòng tiến đến sau khi đi vào hai người đảo mắt một vòng không có phát hiện lữ thiếu khanh tung tích giản bắt nhịn không được hỏi kế ngôn kế ngôn công tử vừa rồi đại ca tới qua quá dọa người chỉ nói là một câu nói xấu mà thôi đột nhiên liền lao ra đánh tơi bởi chính mình Triệu Hoán thú đều không có hắn nhanh như vậy xuất hiện. Thuộc quỷ a, xuất quỷ nhập thần. Lữ Thiếu Khanh tự nhiên biết rõ Lữ Thiếu Khanh vì cái gì đánh bọn hắn một trận về sau còn muốn đem bọn hắn ném đến nơi xa. Truyền tống trận bí mật này vẫn là tạm thời chỉ có người một nhà biết rõ cho thỏa đáng. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, đối quản đại như nói, "Ngao Hỗ tình báo đâu?" Ngao Hỗ là hóa thần hậu kỳ, bảy tầng cảnh giới, thực lực rất cường đại, cao hơn hắn ba cái tiểu cảnh giới mà lại lại là ngao gia trưởng lão, mặc dù nói là hỏa phong bình thường tu sĩ, nhưng cũng là rất cường đại tu sĩ. Cho nên, trước giải một phen, biết rõ một chút tình báo, đối với hắn không có bất kỳ chỗ xấu. Mặc dù không có quyết sinh tử, nhưng kế ngôn không cho phép chính mình bại bởi dạng này người. Quản đại nghiêu đem chứ ngao hố tình báo đưa qua, hỏi, kia ra hỏa đâu? Kế ngôn cười một cái, đi, đi rồi, giản bắc cùng quản đại nghiêu hai mặt nhìn nhau, cái này ra hỏa quả nhiên là thuộc quỷ, xuất quỷ nhập thần. Hắn không phải ly khai ngươi thành sao, giản bắc không hiểu, sao có thể đột nhiên xuất hiện. Các ngươi không nói hắn nói xấu, hắn liền sẽ không xuất hiện. Lữ thiếu khanh một lần nữa trở lại thiên ngự phong, một chuyến vừa đi vừa về, tốn hao hơn 300 vạn, gần 400 vạn mai linh thạch. Lữ thiếu khanh trên mặt nhanh vặn ra một trương thống khổ mặt nạ tới. Đường dài vận chuyển công cụ, không ngồi nổi a. À. Lữ thiếu khanh rất thương tâm thở dài sau đó thân ảnh lóe lên đi tới thái mân nơi này chú ý tới doãn kỳ cũng ở nơi đây lữ thiếu khanh kỳ quái ngươi làm sao còn ở nơi này không trở về ngươi bích vân phong đợi còn tại ta thiên ngự phong đợi làm gì doãn kỳ hừ một tiếng ta được ở chỗ này nhìn xem để tránh ngươi đối với người ta cô nương lên cái gì ý đồ xấu lữ thiếu khanh che lấy ngực đau lòng chỉ vào thái mân đối doãn kỳ nói xem ra ta chỉ có đem nàng đưa đến đại sư huynh trên giường đi mới có thể để ngươi tin tưởng ta là người tốt doãn kỳ lập tức rút ra cửa kiếm chỉ vào lữ thiếu khanh ta chém chết ngươi chặt đi dù sao phù sa không lưu ruộng người ngoài ngươi chờ gọi sư tẩu đi hỗn đản lữ thiếu khanh mấy câu đem doãn kỳ tức giận tới mức giơ chân đùa dõn mấy câu về sau lữ thiếu khanh đối thái mân nói chuẩn bị một cái qua mấy ngày chúng ta xuất phát doãn kỳ lập tức liền hỏi coi là thật muốn tại thiên phi thành thu thập hắn. Đương nhiên, đều ước định tại thiên phi thành đấu qua, ta cũng không thể lùi bước bị hắn trò cười. Vậy thì tốt, Doãn Kỳ lập tức lại qua cửa kiếm hung dữ nói, ta cũng muốn đi, thu thập kia ra hỏa. Người đánh thắng được hắn sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, hắn là người đoạn này thời gian bên trong đột nhiên tăng mạnh. Ai cần ngươi lo, dù sao ta muốn đích thân chém chết tên hỗn đản kia ra hỏa. Doãn Kỳ cắn răng, trong nội tâm nàng đối hề hạc hận thấu xương ta chặt bất tử trước mắt cái này ghê tỏm ra hỏa, vậy liền gấp bội hề hà cái kia càng đáng ghét hơn ra hỏa trên thân tìm trở về. Người đi cùng có thể, nhưng ta có một điều kiện. Lữ thiếu khanh trong mắt lóe rảo hoạt quang mang, nói, doãn kỳ bên này vỗ bộ ngực của mình, lắc một cái lắc một cái, để lữ thiếu khanh rất lo lắng có thể hay không rơi. Lữ thiếu khanh điều kiện rất đơn giản, người không thể nói cho người khác, bao quát sư phụ ngươi, chúng ta đi thiên phỉ thành muốn làm gì doãn kỳ hồ nghi nhìn chằm chằm hắn trong lòng cảm thấy cái này ra hỏa không đáng tin cậy người đang đánh cái gì chủ ý xấu người quản ta người không đáp ứng cũng đừng đi cùng lữ thiếu khanh lười nhác cùng doãn kỳ giải thích doãn kỳ một ngụm đáp ứng bộ dạng này ta càng thêm muốn đi theo ngươi để tránh người bán thái mân sư muội đi chuẩn bị đi lữ thiếu khanh phất phất tay sau đó hắn cũng đi chuẩn bị hắn một cái lắc mình đi tới thuộc về thiên ngự phong một tòa trên ngọn núi người ở đây một ít dấu tích đến, cùng thiên ngự phong chủ phong ngóng nhìn tương đối, thuộc về bảo vệ thiên ngự phong một tòa ngọn núi. Bố trí ở chỗ này một cái truyền tống trận đi, đến thời điểm, để tổ sư từ nơi này đến thiên phi thành đi. Qua mấy ngày, Lữ Thiếu Khanh liền cùng Doãn Kỳ, Thái Mân lên đường tiến về thiên phi thành. Thiên phi thành địa lý vị trí tướng tương đương với lăng tiêu phái cuộc chạm chán nhỏ, địa lý vị trí 10 phần trọng yếu. Quy nguyên các trước kia nghĩ đến chỉ nhiễm thiên Phi thành, để thiên phi thành trở thành quy nguyên các địa bàn, coi đây là ván cầu, tốt nhằm vào lăng tiêu phái. Bất quá lữ thiếu khanh phá hủy âm mưu của bọn hắn, cuối cùng ngược lại để thiên phi thành hướng về lăng tiêu phái dựa vào, thái mân hiện tại trở thành lăng tiêu phái đệ tử, thiên phi thành cùng lăng tiêu phái quan hệ mười phần mật thiết. Trên đường đi nếu không có chuyện gì khác phát sinh, bọn hắn rất nhanh liền đã tới thiên phi thành, chương 1312. Sẽ cùng quy nguyên các hữu hảo giao lưu, lữ công tử, đã lâu không gặp, đến thiên phỉ thành, thành chủ thái khám đã mang người tới đón tiếp. Lữ thiếu khanh trước kia biểu hiện ra thực lực, để thái khám khắc sâu ấn tượng, dù là hắn hiện tại đã tiến vào nguyên anh kỳ, hắn cũng không dám lãnh đạm. Mà lại hắn nữ nhi đã trở thành lăng tiêu phái đệ tử, hơn nữa còn là lữ thiếu khanh chỗ phong đệ tử. Tại cái này hai tầng quan hệ phía dưới, lữ thiếu khanh chính là thiên phỉ thành tôn quý nhất khách nhân. Lữ thiếu khanh xuống thuyền về sau, liền chú ý tới có người ánh mắt bất thiện nhìn mình chầm chầm, lần theo cảm giác trông đi qua lữ thiếu khanh phát hiện một người quen cũ đã lâu không gặp chú ý hào quân cố quân hào giọng căm hận nói ta gọi cố quân hào đồng dạng đồng dạng cọng lông cố quân hào muốn đánh người nhưng mà hắn không có thực lực này hắn hiện tê ải cũng bất quá là kết đan chín tầng cảnh giới những năm gần đây hắn tiến bộ nhanh chóng nhưng còn không phải nguyên anh mà lữ thiếu khanh đã sớm có thể làm thịt nguyên anh thực lực cường đại đến để hắn không sinh ra lòng kháng cự nhìn xem sư muội nhu thuận đứng sau lưng lữ thiếu khanh cố quân hào răng đều nhanh cắn nát song khi hắn ánh mắt rơi vào bên cạnh doãn kỳ trên người thời điểm hắn mắt đều thẳng như thế dung mạo như thế dáng vóc cố quân hào cảm thấy mấy năm không thấy sư muội không thơm mấy năm không thấy đều không chủ động đến cùng ta người sư huynh này chào hỏi người a quả nhiên sẽ biên hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm doãn kỳ thật sự là càng xem lại càng thấy đến mê người hắn theo bản năng thẳng tắp sống lưng của mình để cho mình trở nên càng tự tin xuất khí mê người thái khám đã biết rõ lữ thiếu khanh bọn hắn đến mục đích lăng tiêu phái đệ tử cùng quy nguyên các đệ tử muốn tại thiên phỉ thành đánh nhau thiên phỉ thành kẹp ở giữa khó xử chết rồi hết lần này tới lần khác hắn cự tuyệt không được nói cho cùng cũng là vì hắn nữ nhi xuất khí quy nguyên các đám kia cháu trai thật đáng ghét thái khám trong lòng âm thầm hỏi thăm quy nguyên các cả nhà nếu như nữ nhi không tại lăng tiêu phái hắn cũng muốn cùng một chỗ ân cần thăm hỏi thái khám lo lắng hỏi lữ công tử các ngươi đến thời điểm các ngươi chỉ là luận bàn một phen a à. hắn sợ nhất là hai phái đệ tử ở chỗ này đem chó đầu óc đều đánh ra đến đến thời điểm xui xẻo hay là hắn vô luận ai thắng ai thua thiên phỉ thành đều là thua một cái kia lữ thiếu khanh nhìn thấy thái khám vẻ mặt lo lắng mỉm cười gật đầu nói kết bạn tốt giao lưu một phen không cần phải lo lắng Lữ thiếu khanh thiếu dung để thái khám dần dần yên lòng. Thiếu hảo giao lưu, thân là ta nữ nhi sư huynh hẳn là sẽ không gạt ta a. À. Chỉ cần Song Phương không có đem chó đầu óc đánh ra đến, hắn an tâm, yên tâm lại hắn cũng cười lên. Lữ công tử mời tới bên này. Lữ thiếu khanh được an bài tại một cái độc lập tiểu viện, vị trí ở vào trên đỉnh núi, ở chỗ này có thể nhìn xuống toàn bộ thiên phi thành. ở trên cao nhìn xuống, gió núi hô hô. Lữ thiếu khanh đứng ở không trung tài liệu trong tay không ngừng rơi xuống, đạo đạo trận văn lập tức sáng lên. Theo cuối cùng một đạo trận văn rơi xuống, Lữ Thiếu Khanh chắp tay mà đứng, nhìn xem dưới núi ánh lửa, khóe miệng mang theo một tia nụ cười lạnh lùng, thấp giọng tự nói một câu, liền nhìn các ngươi quy nguyên các người tới hay không. Cự ly ước định thời gian còn kém 2 3 tháng, Lữ Thiếu Khanh cũng không vội, ngay tại Thiên Phi thành nơi này chờ. Hắn không có đi chỗ nào, liền trạch tại chính mình ở địa phương, Doãn Kỳ cùng Thái Mân thỉnh thoảng tới đây tìm hắn tìm hắn nguyên nhân, tự nhiên là hy vọng từ hắn trong miệng nghe nhiều nghe kế ngôn sự tình. Chính nhìn xem đương nhiệm nữ thần cùng tiền nhiệm nữ thần đều hướng nữ thiếu Khanh nơi này chạy, Cố Quân Hào hâm mộ ghen ghét đến răng đều muốn cắn nát. Tên hỗn đản kia đến cùng có cái gì tốt, cả lơ phất phơ, không có nửa điểm thành thục bộ dáng, chỗ nào đáng giá nữ nhân Phó Thác Trung thân rồi. Muốn Phó Thác Trung thân cũng là ta loại này thành thục ổn trọng nam nhân mới đúng. Cố Quân Hào vốn là kiêng kỵ nữ thiếu Khanh thực lực không dám tùy tiện xuất hiện tại lữ thiếu khanh trước mặt nhưng là tiếp xuống liên tiếp hơn hai tháng thời gian doãn kỳ cùng thái mân đều hướng lữ thiếu khanh chỗ ấy chạy thậm chí còn tại trong sân nhỏ ở lại để cố quân hào chịu không được cho nên hôm nay cố quân hào lấy dũng khí đến nơi này lữ thiếu khanh không đóng cửa cố quân hào nghĩ nghĩ cảm thấy mình nếu như cầu kiến đoán chừng sẽ bị cự tuyệt cuối cùng vẫn là trực tiếp đi tiến đến vừa tiến đến liền thấy lữ thiếu khanh nằm tại trên nóc nhà nghiêng chân, trong tay cầm một viên thiên cơ bài đang nhìn, một cái tiểu hắc điểu đứng tại trên vai của hắn, nhắm mắt lại đi ngủ. Mà trong sân, Doãn Kỳ cùng Thái Mân xếp bằng ở đình nhỉ mắt phía dưới, hết thảy theo cố quân hào, thế mà lộ ra rất an. Nhàn, có một loại hài hòa cảm giác, sư huynh, người có chuyện gì sao? Thái Mân chú ý tới cố quân hào tiến đến, cố quân hào ánh mắt tại Doãn Kỳ trên bộ ngực hung hăng nhìn mấy lần về sau, cười trả lời Thái Mân vấn đề, Lữ Công Tử tới lâu như vậy, ta cũng còn không có đến nhà bái phỏng, đúng là thất lễ. Hôm nay cố ý tới bái phỏng một phen Lữ Công Tử. Chậm trễ Lữ Công Tử, mong rằng Lữ Công Tử thứ lỗi. Lữ Thiếu Khanh tùy ý khoát khoát tay, không có việc gì, đừng nên nhao nhao ta liền tốt. Một câu liền để đem nói chuyện trời đất cửa đóng lại. Cố quân hào trong lòng mắng to, vô lễ ra hỏa, nếu không phải doãn cô nương ở chỗ này, ngươi cho rằng ta nghĩ đến. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh không muốn để ý chính mình, hắn cũng lười để ý tới Lữ Thiếu Khanh. Hắn cười tán dương Doãn Kỳ, Doãn cô nương niên kỳ nhẹ nhàng đã có được thực lực mạnh như vậy, vẫn còn như thế chăm chỉ chăm chú tu luyện, làm chúng ta hổ thẹn. Doãn Kỳ đối cố quân hào không cảm giác, cái này ra hóa ánh mắt rất để nàng chán ghét. Bất quá cố quân hào là thái mân sư huynh, nàng cũng không tốt không nể mặt mũi, đối mặt cố quân hào, nàng miễn cưỡng nở nụ cười, tạ ơn. Một câu tạ ơn, run nhẹ nhẹ bộ ngực, để cố quân hào mắt càng thẳng, trong lòng biểu hiện mình xúc động càng tăng lên. Hắn coi lại một chút nằm tại nóc nhà phía trên thờ ơ Lữ Thiếu Khanh, lúc này giống tràn đầy cảm xúc đồng dạng nói, tu hành A, à, nhất định phải chăm chú chăm chỉ, không thể bởi vì một chút xíu thiên phú mà đắc chí Nếu như lười biếng không muốn phát triển, sớm muộn cũng sẽ bị người siêu Việt, phai mở tại đám người. Hắn càng nói càng lớn mật, thậm chí vui vẻ hỏi Lữ Thiếu Khanh, Lữ Công Tử, ta nhìn ngươi cũng không thế nào tu luyện, chẳng lẽ ngươi đã cường đại đến không cần tu luyện sao? Lữ thiếu khanh quay đầu nhìn thoáng qua cố quân hào, cái này ra hỏa, nghe không hiểu ta nói chuyện sao? Đem ta vào tai này ra tai kia đúng không? Lữ thiếu khanh đối doãn kỳ nói, sư muội, hắn đang nhìn bộ ngực của ngươi. Trường 1313, để Lữ công tử cúi đầu, chẳng phải là tất cả đều vui vẻ. Đánh chết cố quân hào cũng không nghĩ tới Lữ thiếu khanh có thể như vậy nói. Hắn nói nhiều lời như vậy, vốn là nghĩ đến tại doãn kỳ cùng thái mân trước mặt âm thầm châm chọc một cái lữ thiếu khanh nhưng mà lữ thiếu khanh trực tiếp vung ra tới một cái vương tạc nổ hắn trở tay không kịp hắn lập tức nhìn qua doãn kỳ khoát tay ta ta không có cái này sự tình có thể thừa nhận sao đánh chết cũng không thể thừa nhận doãn kỳ thở phì phò đứng lên nàng như thế vừa đứng lập tức sóng lớn mãnh liệt liền liền thái mân cũng nhịn không được nhìn nhiều mấy lần về phần cố quân hào càng thêm không cần nói, ánh mắt theo bản năng rơi vào doãn kỳ trên bộ ngực. Loại phản ứng này là nam nhân bản năng phản ứng, không có biện pháp khống chế. Đợi đến cố quân hào kịp phản ứng thời điểm, hắn vội vàng đem ánh mắt đi lên rời, đối mặt doãn kỳ hai mắt. Doãn kỳ làn da trắng nố ón, gương mặt non nót, tựa như nhỉ đồng, cực lón tương phản có lực hấp dẫn thật lón. Cố quân hào ánh mắt trong nháy mắt lại bị doãn kỳ dung mạo hấp dẫn, lập tức ngây dại. Doãn kỳ tức chết, Loại này, xin nam chưa cả ánh mắt nàng thấy nhiều lắm. Doãn Kỳ tức giận đến ngược chập trùng không chừng, lại một lần nữa đem cố quân hào ánh mắt hấp dẫn đi qua. Muốn chết, Doãn Kỳ tức giận đến hoa hoa kêu to, rút ra cửa kiếm đuổi theo cố quân hào liền chặt. Cố quân hào kịp phản ứng, vô cùng hãi nhiên, hô hào, Doãn cô nương, ngươi, ngươi nghe ta giải thích. Giải thích, ngươi đứng đây, để cho ta chặt ngươi ba kiếm, ta liền nghe ngươi giải thích. Cố quân hào liều mạng trốn nhưng mà thực lực của hắn chỉ là kết đan kỳ ở đâu là nguyên anh kỳ đối thủ cuối cùng bị doãn kỳ bắt được cự kiếm như đồng môn tấm đồng dạng đập thắng mặt của hắn đem cố quân hào đập bay trên mặt đất về sau hung hăng đánh hắn dừng lại cố quân hào bị đánh đến không muốn không muốn thái mân ở bên cạnh cũng là nhịn không được âm thầm lắc đầu nàng cùng doãn kỳ quen biết tự nhiên biết rõ doãn kỳ chán ghét cái gì cố quân hào bị đánh cũ ân chỉ có thể đủ oán chính hắn ánh mắt loạn nghiêng mắt nhìn. Nghĩ tới đây, Thái Mân nhịn không được nhìn về phía nằm tại nóc nhà phía trên Lữ Thiếu Khanh. Nàng cái này thời điểm mới phát hiện, có vẻ như Lữ Thiếu Khanh ánh mắt chưa từng loạn nghiêng mắt nhìn, nhìn từ bề ngoài không đứng đắn, cả lơ phất phơ, nhưng mà đối hai người bọn họ nữ hài tử duy trì thích hợp cự ly, duy trì người khiêm tốn phong độ. Có vẻ như như thế so sánh, chính mình vị sư huynh này cùng vị sư huynh kia, không so được a. À? Thái Mân trong lòng âm thầm nghĩ nhìn xem cố quân hào dáng vẻ chật vật âm thầm lắc đầu cút cho ta doãn kỳ bên này là xem ở thái mân trên mặt mũi không phải đã sớm đem cố quân hào chặt thành 10 đoạn 8 đoạn cố quân hào muốn khóc quá hắn a à khổ cực đối với doãn kỳ hắn không có sinh khí ngược lại cảm thấy doãn kỳ trực giảng tính cách rất đáng yêu hắn tức giận đến chính là lữ thiếu khanh ghê tỏm ra hỏa vô sỉ ghê tỏm ngươi chờ ta sẽ thu thập ngươi bỗng nhiên có người đến tìm kiếm đến cố quân hào cố sư huynh, thành chủ tìm ngươi. Chuyện gì, quy nguyên các người tới, quy nguyên các người đến, nơi xa hai chiếc thuyền lón, song song mà đến, khí thế hùng hổ, tại đường thủy thượng hoành đi bá đạo, bên cạnh phi thuyền tẩu thú, nhao nhao hoảng sợ, không tránh kịp. Thái khám thấy cảnh này, trong lòng thẳng thở dài, con em người quy nguyên các, một đám cháu trai, như thế hoành hành bá đạo, liền không ai quản quản sao. Quy nguyên các người tới đây làm gì, sẽ không đối thiên phỉ thành tuyên chiến A có khả năng này nghe nói thiên phỉ thành nơi này chết mấy cái quy nguyên các hạch tâm thân truyền đệ tử đây thiên phỉ thành đã là lăng tiêu phái địa bàn quy nguyên các tới đây muốn làm gì thiên phỉ thành cũng không tính được là lăng tiêu phái địa phương chỉ là cùng lăng tiêu phái quan hệ tốt thôi thành chủ tiểu thư đều là lăng tiêu phái đệ tử cái này đã không tính quan hệ bình thường tốt cái này gọi thông ra biết hay không bất kể hắn là cái gì quan hệ quy nguyên các lần này khí thế hung hung thiên phỉ thành xem ra phải xui xẻo Chúng ta đi nhanh lên, không ai cứu được Thiên Phi Thành Người chung quanh nghị luận ẩm một, cảm giác được sự tình không thích hợp Rất nhiều người đã bắt đầu từ Thiên Phi Thành ly khai, ý đổ rời xa nơi thị phi Đương nhiên, còn có càng nhiều người lưu lại Mặc kệ cái ôi thời điểm, luôn có người nghĩ đến muốn nhìn náo nhiệt Thái khám cũng nghe đến người chung quanh nghị luận Nhìn qua hai chiếc phi thuyền khổng lồ từ xa đến gần, hắn càng phát lo lắng Quy nguyên các làm việc bá đạo liền xem như lăng tiêu phái đệ tử bọn hắn cũng sẽ không cho mặt mũi lần này sự tình thật có thể thiện sao đến thời điểm lăng tiêu phái cùng quy nguyên các người đem chó đầu óc đều đánh tới thiên phi thành cũng không khá hơn chút nào mà cố quân hào nhìn xem khí thế hung hung quy nguyên các phi thuyền trên phi thuyền quy nguyên các đệ tử đứng lặng tản mát ra cường đại khí thức để cố quân hào trong lòng âm thầm cao hứng hắn chú ý tới thái khám trên mặt biểu lộ hắn biết mình sư phụ đang lo lắng cái gì hắn nhãn châu xoay động, giật mình, một cái biện pháp xông lên đầu. Thừa dịp quy nguyên các người còn chưa tới đến, hắn nói khe với thái khám nói, sư phụ, lần này quy nguyên các khí thế hung hung, khẳng định có cao thủ, không phải sẽ không như thế không coi ai ra gì. Ta sợ lữ công tử cũng không phải bọn hắn đối thủ. Kiểu nói này, thái khám thần sắc lo lắng càng tăng lên. Cũng không phải sao, không có cao thủ, dám như thế phách lối bá đạo. Cố quân hào tiếp tục ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa, sư phụ lữ công tử mạnh hơn cũng nan địch bốn tay thái khám trong lòng bực bội a à, nhịn không được quát tốt ngươi đừng nói nữa nói đến tâm ta phiền ý loạn cố quân hào nhìn thấy thời cơ không sai biệt lắm hợp thời nói ra chính mình biện pháp sư phụ không bằng ngươi ở giữa điều đình để lữ công tử cúi đầu dạng này chẳng phải là tất cả đều vui vẻ cố quân hào nhiều xấu a à, để lữ thiếu khanh cúi đầu xin lỗi cái này so giết l ư thiếu khanh còn khó chịu hơn nhưng mà thái khám lắc đầu nếu là dễ dàng như vậy vậy cũng tốt hắn không cho rằng lữ thiếu khanh sẽ cúi đầu cố quân hào biện pháp không phải như thế nông cạn hắn còn có tiếp sau hắn nói lần này nói là vì sư muội xuất khí trên thực tế chỉ cần sư muội không so đo bọn hắn muốn đánh cũng không lý tới từ thái khám quay đầu nhìn lấy mình đồ đệ cố quân hào ý tứ hắn minh bạch hy sinh một cái thái mân mặt mũi đổi lấy song phương bình an vô sự dù sao Lữ Thiếu Khanh là đánh lấy giúp Thái Mân xuất khí cỏ hiệu đi vào thiên phi thành, Thái Mân người trong cuộc này đều không so đo, Lữ Thiếu Khanh bọn hắn cũng liền không có lấy có đánh nhau. Đây là một cái tốt biện pháp, chỉ là sẽ ủy khuất hắn nữ nhi. Nhìn xem quy nguyên các phi thuyền cập bờ, Thái Khám rất nhanh làm ra quyết định, hắn đối cố quân hào nói, người đi tìm Tiểu Mân, chương 1314. Ta sẽ không để cho quy nguyên các tìm người phiền phức. Nghe được sư phụ lời này, Cố Quân Hào trong lòng cao hứng đến muốn hát vang một bài. Hừ, sư muội là sư phụ nữ nhi, quả quyết sẽ không cùng sư phụ đối nghịch. Ta mới mở miệng, sư muội khẳng định đáp ứng. Sư muội đáp ứng, ngươi còn muốn tiếp tục đánh xuống, chính là không cho sư muội ta mặt mũi. Sư muội ta trong lòng không cao hứng, khẳng định sẽ chán ghét ngươi. Cũng làm cho Doãn Kỳ cô nương nhìn rõ ràng cách làm người của ngươi. Cố Quân Hào trong lòng âm thầm đắc ý, tiểu tử, cùng ta đấu, người non ra đây bất quá cố quân hào bên này còn không có đi tìm thái mân lữ thiếu khanh mang theo thái mân xuất hiện nha quy nguyên các đám này cháu trai tới rồi sao nơi xa quy nguyên các phi thuyền hoành hành bá đạo bay thẳng thiên phỉ thành mà đến cách thật xa đều có thể cảm thụ được sự bá đạo của bọn họ cố quân hào ánh mắt đầu tiên là rơi trên người doãn kỳ không có biện pháp như là sắt gặp nam trâm không tự chủ hướng bên kia đi bất quá hắn chỉ là nhìn thoáng qua vết thương trên người đau nhức để hắn vội vàng đem ánh mắt rời hắn lập tức đụng lên đi đối thái mân nói sư muội sư phụ nói thái mân nghe xong cố quân hào về sau mặt lộ vẻ khó khăn nàng nhịn không được nhìn qua lữ thiếu khanh lữ sư huynh cái này lần này đi vào thiên phi thành lữ thiếu khanh nói là vì nàng xuất khí trên thực tế nàng biết rõ lữ thiếu khanh có dụng ý khác nàng nói không làm lữ thiếu khanh liền không làm lữ thiếu khanh mỉm cười nhìn qua quy nguyên các phi thuyền, nhẹ giọng hỏi, người ý tứ như thế nào? Ngữ khí bình thản, nghe không ra có bất kỳ tâm tình chập tròn. Thái mân nàng cắn răng nói, hết thảy nghe theo lữ sư huynh an bài. Cố quân hào nghe xong, trái tim tan nát rồi. Quả nhiên, sư muội thay đổi, đã không đem mình làm thiên phỉ thành người sao. Làm việc liền không thể là thiên phỉ thành cân nhắc một cái. Lui một vạn bước tới nói, người cũng phải vì người phụ thân cân nhắc a. À? Cố quân hào trong lòng có mấy phần nổi nóng, hắn thấp giọng quát nói, sư muội, người không vì sư phụ cân nhắc một chút không? Lữ thiếu khanh nhìn hắn một cái, cười ha ha, sau đó vừa xài bước ra, đi tới thái khám bên người. Quy nguyên các phi thuyền đã đến, tốc độ dần dần giảm bớt, lữ thiếu khanh nhìn qua trên phi thuyền đã có quy nguyên các đệ tử bay ra ngoài, hắn hỏi thái khám nói, thái thành chủ, người cảm thấy tể châu tương lai sẽ như thế nào? Thái khám, làm sao đột nhiên đến cùng ta nói cái này? ta chỗ nào biết rõ tề châu tương lai thế nào, ta chỉ muốn bảo vệ tốt ta một mẫu ba phần đất. Hắn nhịn không được mở miệng, lữ công tử, quy nguyên các mặc dù làm việc bá đạo, nhưng là dù sao các người đều là đại phái đệ tử, oan ra nên giải không nên kết. Đến thời điểm nguyên náo xuống đài không được, mọi người trên mặt rất khó coi đây. Lữ thiếu khanh hỏi ngược một câu, coi như quy nguyên các phục kích, nghĩ đến giết người nữ nhỉ, người cũng muốn khuyên ta nhường nhịn. Thái khám sắc mặt đỏ lên, trong lòng xấu hổ đến cực điểm nữ nhi bị khi phụ hắn không giúp đỡ cũng được còn muốn lấy lui bước thực sự rất mất mặt quy nguyên các thế lón c cuối cùng thái khám chỉ có thể lãm bẩm nói câu này thiên phi thành như thế nào đi nữa cũng bất quá là một cái thế lực nhỏ đắc tội không nổi quy nguyên các trước mắt quy nguyên các người duỗi ngón tay nhiễm thiên phỉ thành hắn cũng chỉ có thể đủ từng bước nhượng bộ đây chính là thế lực nhỏ bi ai lữ thiếu khanh tựa hồ thân đồng cảm thụ gật đầu đồng ý, ngữ khí yếu ớt, đúng vậy a à, đại thế lực khi dễ người, cũng chỉ có thể đủ chịu đựng, quá oan uổng. Ta cũng là bị đại thế lực khi dễ người, khi dễ đến chỉ có thể trốn đi, ngẫm lại đều bi ai. Trung châu mị ra, ngao ra khinh người quá đáng, thái khám ngạc nhiên, không thể nào, làm sao nghe được ngữ khí của ngươi, ngươi cũng bị người khi dễ đồng dạng. Còn có người có thể khi dễ lăng tiêu phái ngươi, bất quá dạng này cũng tốt, ngươi có thể cảm nhận được ta bất đắc dĩ cho nên, Lữ Công Tử, mong rằng ngươi thông cảm thông cảm tình cảnh của ta. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi khó xử, cũng sẽ không để quy nguyên các tìm ngươi phiền phức. Hiểu hảo giao lưu mà, thái khám mừng rỡ, hận không thể ôm Lữ Thiếu Khanh ních thân lên mấy ngụm, quá tốt rồi. Ta ở đây trước cảm ơn Lữ Công Tử, quả nhiên, người A, chỉ có bị khi phụ qua, mới có thân đồng cảm thụ, tính cách cũng thay đổi. Trước kia rào hoạt vô sỉ, để cho ta đau đầu vô cùng hiện tại ôn hòa nhĩ nhã, giống biến thành người khác đồng dạng. đúng tại cái này thời điểm, nơi xa có quy nguyên các đệ tử xông lại, thanh âm của ổn cuộn, không chút khách khí, thiên phi thành thành chủ cút ra đây. quy nguyên các đám này cháu trai, thái khám trong lòng chửi ẩm lên, cùng có lễ phép lữ công tử so ra, đơn giản kém xa. ngay tại cái này thời điểm, thái khám bên người lữ thiếu khanh động, hắn hai cây ngón tay khép lại, đối tên kia hét lớn quy nguyên các đệ tử một chỉ một cỗ kiếm ý trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra, không có vào hắn thể nội. A, à, không đến hai cái hô hấp, tên kia quy nguyên các đệ tử kêu thảm một tiếng, tiếp theo tại tất cả mọi người khiếp sợ trong ánh mắt trong nháy mắt bạo liệt, hóa thành đầy trời huyết vụ, liên đới xương cốt đều hóa thành vô số mảnh vỡ, nương theo lấy huyết vụ phiêu tán trên không trung, chậm rãi rơi xuống. Tất cả mọi người sợ ngây người, giữa thiên địa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người không dám tin vào hai mắt của mình, hoài nghi mình bị hoa mắt qua tốt một một lát mới có thanh âm phát ra a à, a à, sư đệ sư đệ hắn có người giết sư đệ quy nguyên các bên này người thét lên nhao nhao nổi giận mà thiên phi thành người đồng dạng hét dầm lên hắn hắn là ai hắn hắn đột nhiên đánh lén giết quy nguyên các đệ tử hắn chán sống sao hắn muốn làm gì thiên phi thành phải xong đời mà thái khám bên này đầu như là bị một thanh đại trùy trùng điệp đập một cái, hắn choáng hắn che lấy đầu của mình ngốc ngốc nhìn qua lữ thiếu khanh lữ lữ công tử ngươi em gái ngươi a à, ngươi làm gì đây chính là ngươi nói hữu hảo giao lưu một lòi không hợp liền giết người ngươi hỏi qua ta sao trước đó ngươi cũng là dạng này đã nhiều năm như vậy tính cách của ngươi liền không có đổi một chút không vừa thấy mặt liền giết người có ngươi dạng này sao ngươi cùng quy nguyên các bao nhiêu lớn thù. Lữ thiếu khanh nhàn nhạt nói một câu, Thái Mân là ngươi nữ nhi, nhưng là, nàng còn có mặt khác một tầng thân phận. Nàng là lăng tiêu phái đệ tử, là ta thiên ngự phong đệ tử, gọi ta một tiếng sư huynh. Khi dễ nàng phụ thân, chính là khi dễ ta, thái khám lại nửa điểm cảm động cũng không có, hắn bây giờ nghĩ ôm lữ thiếu khanh cắn lên mấy ngụm. Ta nguyện ý bị người khi dễ a à. không đợi thái khám nói cái gì, lữ thiếu khanh thần sắc trở nên túc sát, lần nữa xuất thủ. Trong nháy mắt, lại có mấy tên quy nguyên các đệ tử tại giữa tiếng kêu gào thê thảm hóa thành đầy trời huyết phụ. Bạo ngược thủ đoạn dọa sợ tất cả mọi người. Lữ Thiếu Khanh, ngươi, ngươi hỗn đản, hề hạc thê lương thanh âm vang lên, chương 1315. Diệt quy nguyên các, chẳng phải không có biện pháp tìm ngươi phiền toái. Hề hạc xuất hiện, ánh mắt ma, ân theo ngập trời hận ý, nhìn tròng chọc vào Lữ Thiếu Khanh. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lữ thiếu khanh vẫn là nhanh như vậy cản dỡ vừa thấy mặt liền làm thịt hắn mấy cái đồng môn mặc dù những ngày đồng môn đều là đệ tử bình thường nhưng đây là mặt mũi của hắn làm thịt bọn hắn cùng quất hắn mặt khác nhau ở chỗ nào còn có còn dám phá hủy hắn chữ vật giới chỉ thù này cũng không xong thái khám bên này lần nữa thấp giọng rên rỉ hắn che lấy đầu của mình rất là đau đầu mã đức cái gì ôn hòa nhĩ nhã cái gì khiêm khiêm hữu lễ đều mẹ nó chính là giả vẫn là một chút cũng không thay đổi, vừa thấy mặt liền chặt người. So với trước kia càng thêm tàn bạo, càng thêm trôi chảy. Lữ công tử, ngươi, không phải đáp ứng ta sao? Thái khám muốn khóc, vì cái gì gạt ta? Hắn không phải là bởi vì Lữ Thiếu Khanh đột nhiên bạo khởi giết người, mà là bởi vì hắn bị lừa. Hắn tâm bị bị thương giật lợi hại, thủng trăm ngàn lỗ. Trên thế giới này, giữa người và người còn có tín nhiệm có thể nói sao? Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, ta lừa ngươi cái gì rồi? ngươi nói ngươi sẽ không để cho quy nguyên các tìm ta phiền phức. thái khám hận không thể dắt lữ thiếu khanh xuyên việt về đi, để hắn hảo hảo nghe một chút trước đó hắn đến cùng nói cái gì. ở chỗ này một lời không hợp liền làm thịt quy nguyên các mây tên đệ tử quy nguyên các không gây sự với thiên phi thành mới là lạ. quy nguyên các đang lo không có lấy có tiếp tục đối phó hắn thiên phi thành đây. cái này a à, lữ thiếu khanh chậm rãi nói đem quy nguyên các diệt chẳng phải không có biện pháp tìm ngươi phiền toái. Lời này vừa nói ra, thái khám hãi nhiên, cả người như gặp phải xét đánh, đầu óc một mảnh trống không. Lăng tiêu phái muốn làm gì, quy nguyên các muốn làm gì, tề châu hai cái đại phái vạch mặt, muốn liều cho cá chết lưới rách sao. Hai cái đại phái đánh nhau, phía dưới vô số thế lực sẽ bị cuốn tiến vào, mà thiên phỉ thành bởi vì hắn đặc biệt vị trí, cũng không cách nào không đếm xỉa đến. Xong đời, thái khám trong đầu xuất hiện ba chữ này trách không được vừa rồi Lữ Thiếu Khanh sẽ hỏi hắn đối Tề Châu tương lai có ý kiến gì không? Lý nãi nãi, đây chính là Tề Châu tương lai sao? Thái khám không dám tưởng tượng hai cái đại phái triệt để khai chiến sẽ thảm liệt đến cái gì tình trạng. Nhưng là, thái khám lần nữa ngẩng đầu nhìn Lữ Thiếu Khanh, Lữ Công Tử, Quy Nguyên Các, có hai vị hóa thần. Lăng tiêu phái đánh thắng được sao? Lữ Thiếu Khanh không có trả lời thái khám, nhìn chăm chăm hề hạc, cổ tay khẽ đảo, mặc quân kiếm xuất hiện tại trong tay lão đại, chặt hắn, để hắn kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Mặc quân kêu gào, hắn hấp thu cấp 7 khoáng thạch, hiện tại đã là cấp 6 vũ khí, uy lực tiến thêm một bước, phách lối cực kỳ. Trước đó không giết hề hạc, là muốn lợi dụng hề hạc đem quy nguyên các hóa thần dẫn ra. Đến nơi này, hề hạc còn lại tác dụng còn thừa lại một cái. Dẫn xuất quy nguyên các hóa thần, ra tay với hề hạc, quy nguyên các hóa thần cùng đi theo nhất định sẽ ra tay nếu như quy nguyên các hóa thần không cùng đi theo đem hề hạc giết quy nguyên các hóa thần sẽ không không tới báo thù đến thời điểm song phương đại chiến rốt cuộc không cách nào tránh khỏi đều quyết định diệt quy nguyên các còn thương lượng cái gì đây trực tiếp một đợt mãng đi qua là được rồi lữ thiếu khanh một bên nói thầm vừa hướng hề hạc vung ra một kiếm mặc quân kiếm bộc phát ra sáng trói kiếm quang kiếm khí tung hoành vượt ngang chân trời xé rách bầu trời trăm ngàn trượng to lớn kiếm quang chấn thiên tế nhật, chiếm cứ lấy tầm mắt mọi người, đem quy nguyên các hai chiếc phi thuyền khổng lồ bao phủ. Bạo liệt kiếm ý phảng phất tràn ngập toàn bộ bầu trời, kinh khủng sát ý làm cho người linh hồn run rẩy. Quy nguyên các đệ tử liều mạng ngăn cản, bọn hắn đánh ra pháp khí, thôi động chính mình linh khí hộ cháo, đang không ngừng vì chính mình tăng thêm một tia bảo mệnh khả năng. Mà ở thực lực cường đại trước mặt, bọn hắn bất luận cái gì biện pháp đều là vô hiệu bọn hắn như là sâu kiến đối mặt với thiên uy không có chút nào ngăn cản chi lực mấy thực lực thấp quy nguyên các đệ tử kêu thảm một tiếng liền hoàn toàn biến mất tại kiếm quang bên trong lữ thiếu khanh không có tận lực nhằm vào bọn hắn nhưng ở thực lực khủng bố trước mặt bọn hắn cũng chỉ có thể đủ như là con kiến hôi biến mất nên đáng chết hề hạc tuyệt đối không nghĩ tới lữ thiếu khanh không giảng võ đức nói xuất thủ liền xuất thủ liền một câu nói nhảm đều không có đừng cho là ta dễ khi dễ ngươi là hóa thần lại như thế nào? Ta là Nguyên Anh, ta là hóa thần dậy nên người, chưa chắc lại so với người yếu bao nhiêu. Hề hạc thể nội linh lực điên cuồng vận chuyển, trong tay dài kiểm bạo phát ra mãnh liệt quang mang. Đồng thời bộc phát ra một cỗ mãnh liệt kiếm ý, kiếm ý bạo ngược, mãnh liệt như nước thủy triều, tản mát ra sâm sâm sát ý. Đi chết đi, hề hạc gầm thét, hắn một kiếm hung hăng vung ra, trong chốc lát, vô số kiếm ý như là mưa to gió lớn sông lên trời, Bầu trời một nháy mắt tựa hổ phá tan tới Phá thiên kiếm, quy nguyên các thiên cấp kiếm quyết, lực sát thương kinh người Hề hạc phung ra cái này một kiếm về sau, khóe miệng thấm lấy tiên huyết Hắn biểu lộ giữ tợn, ánh mắt mang theo tràn đầy tự tin Cái này một kiếm là hắn toàn lực một kiếm Là hắn cho đến tận này sử xuất lợi hại nhất một kiếm Là hắn hài lòng nhất một kiếm Coi như ta không bằng ngươi, nhưng ta cũng sẽ không để ngươi tốt hơn Hề hạc đối với mình vẫn là có lòng tin nhưng mà, trong lòng kỳ vọng là mỹ hảo, hiện thực là tàn khốc. Hề Hạc toàn lực một kiếm mặc dù rất lợi hại, nhưng mà cùng Lữ Thiếu Khanh so sánh, còn chưa đủ nhìn. Tại Lữ Thiếu Khanh kia minh mông cuồn cuộn vô ngần kiếm quang trước mặt, Hề Hạc một kiếm tựa như ánh sáng đom đóm suy yếu. Bành, kiếm quang vỡ vụn, kiếm ý tiêu tán. Phốc, Hề Hạc một ngụm tiên huyết mãnh phun, mặt ngoài trong nháy mắt bộc phát ra vô số nhỏ bé vết thương. Lữ Thiếu Khanh giữ sẵn kiếm ý để hề hạc ngửi được đến mùi vị của tử vong. Sư huynh, cứu ta, hề hạc không dám khinh thường, vội vàng gầm lên, hù, hư lạnh một tiếng, đón lấy, một cỗ lực lượng cường đại lăng không mà tới. Trợ giúp hề hạc ngăn cản hạ Lữ Thiếu Khanh cái này một kiếm. Một đạo bóng người xuất hiện trên bầu trời thiên phỉ thành, tựa như thế gian tiêu điểm, trong nháy mắt hấp dẫn lấy tất cả mọi người ánh mắt, hóa thần khí thế không có bất luận cái gì ẩn tàng, không kiêng nể gì cả bạo phát đi ra, quét sạch bốn phương kinh khủng cường đại uy áp như núi lớn chấn áp tại thiên phỉ thành mỗi người trên thân hóa hóa thần trời trời ạ à, thiên phỉ thành người dọa sợ nhìn cái náo nhiệt mà thôi vì sao lại tung ra một vị hóa thần thiên phỉ thành nhìn xem rất lớn nhưng ở hóa thần trước mặt tuyệt đối không đáng chú ý chỉ cần hắn nghĩ trong nháy mắt liền có thể đem thiên phỉ thành từ nơi này trên thế giới xóa đi thái khám hai chân run lên suýt chút nữa thì tè ra quần hóa thần ra, thiên phỉ thành còn có thể cứu sao. Hắn chật vật chuyển động cổ, nhìn qua bên cạnh Lữ Thiếu Khanh. Chỉ gặp Lữ Thiếu Khanh chỉ vào bầu trời mắng to, tiểu hai tử đánh nhau, ngươi một cái hóa thần sen tay vào, quy nguyên các đều là không biết xấu hổ như vậy à. Bạn nghe chuyện nhanh hãy truy cập ngay trang web nữ hoàng chuyện com để nghe chuyện MP3 nhanh và mới nhất. chương 1316, hóa thần cùng thần cùng thần là có khác biệt, Lữ Thiếu Khanh để không ít người trong lòng âm thầm đồng ý. Còn không phải sao, người ta như thế nào đi nữa cũng là một cái hậu bối đi. Hậu bối ở giữa chiến đấu, người đại nhân ra, bao nhiêu không muốn mặt. Người tới tự nhiên là xào diễn, hắn đều chẳng muốn nói chuyện, hư lạnh một tiếng, thanh âm như hàn xương thổi qua, để thiên phỉ thành lòng người sinh sợ hãi. Lữ thiếu khanh tựa hồ càng nói càng phẫn nộ, hắn giống giận, như người loại này hèn hạ vô sỉ ra hỏa, người đừng nhúc nhích, ta hiện tại liền đến chém chết ngươi. Sau khi nói xong, Quơ mặc quân kiếm, phóng lên tận trời, bay thẳng xào diễn mà đi. Lữ Thiếu Khanh cử động lập tức để rất nhiều người kinh hô. Hắn muốn làm gì, hắn dám ra tay với hát. Quá thần, hắn sẽ không như thế Dung A. À. Vẫn là nói hắn nghĩ quẩn sao. Thiên phỉ thành người nhao nhao nghị, cảm giác được khó có thể tin. Lữ Thiếu Khanh cử động lần này quá vượt quá dự liệu của bọn hắn. Tại bọn hắn xem ra, Lữ Thiếu Khanh cũng là một tên tiểu bối, coi như loại hại hơn nữa cũng chỉ là nguyên anh cảnh giới đi, dám ra tay với hóa thần, đây không phải muốn chết sao. Sẽ đem, hắn vẫn luôn là như thế cuồng sao, ra tay với hóa thần, hắn điên rồi sao, vẫn là nói hắn cùng quy nguyên các có thiên đại cừu hận, để hắn liều lĩnh xuất thủ. Qua lỗ máng, đây là tự tìm đường chết, thai khám thấy cảnh này cũng bị dọa, hắn lắc đầu liên tục, hồ đồ, thật sự là hồ đồ. Cố quân hào bên này rất muốn cất tiếng cười to, hát vang một khúc thật sự coi chính mình có chút thực lực liền thiên hạ vô địch sao đối phương thế nhưng là hóa thần tồn tại a người cho rằng người có bao nhiêu lợi hại hắn cố ý lắc đầu thở dài ai nữ công tử muốn làm gì niên kỷ nhẹ nhàng có được hơn người thực lực để hắn bành trướng nhìn không rõ ràng tình thế bây giờ hắn thật sự coi chính mình thiên hạ vô địch sao đối phương là hóa thần a hắn là tự tin quá độ cho là mình thiên hạ vô địch bất chi đạo nhân ngoài có người thiên ngoại hữu thiên a dạng này người làm sao có thể làm sư huynh sau khi nói xong còn cố ý lặng lẽ nhìn doãn kỳ một chút thái khám cũng là lắc đầu thở dài ai lữ thiếu khanh bị đánh chết lăng tiêu phái bên kia khẳng định sẽ giận dữ dù là chính mình nữ nhi là lăng tiêu phái đệ tử hắn nơi này cũng sẽ không tốt hơn thái mân lại biểu lộ lạnh nhạt nói với mình phụ thân lữ sư huynh là hóa thần cái gì thái mân cùng cố quân hào đều ngây ngẩn cả người hai người cũng hoài nghi lỗ tai của mình xảy ra vấn đề nói đùa sao hai người không hẹn mà cùng nhìn qua thái mân thái mân gật đầu cho bọn hắn một cái khẳng định ánh mắt nói không sai lữ sư huynh đã là hóa thần cảnh giới hắn hắn là hóa thần xác nhận không sai về sau cố quân hào kém chút đem đầu lưới của mình cho cắn hắn a à, còn có thiên lý sao hắn cố quân hào hiện tại vẫn là kết đan kỳ vì đột phá nguyên anh đau khổ dẫy giụa còn kém cầu thần bái phật mà tên hỗn đản kia ra hóa thế mà đã là hóa thần. Cố quân hào hoài nghi nhân sinh, liên người như vậy đô thành hóa thần, thế giới này còn có thể cứu sao? Thái khám cũng là ngạc nhiên, hắn tự lãm bẩm cái này, làm sao có thể? Mà liền tại cái này thời điểm, trên bầu trời truyền đến ba động khủng bố. Lữ thiếu khanh một kiếm trừ ra, kinh khủng kiếm quang đem xào diễn thôn phệ, Đối mặt đột kích một kiếm, xào diễn cười lạnh, thanh âm chấn động tại trong thiên địa, ngây thơ đừng tưởng rằng ngươi là hóa thần liền có thể phách lối. Hôm nay ta liền để ngươi biết rõ, hóa thần cùng thần cùng thần là có khác biệt. Lời còn chưa dứt, sắc mặt của hắn bỗng nhiên đại biến, vội vàng lui lại. Nhưng mà vẫn là chậm một bước, lữ thiếu khanh kiếm ở trên người hắn lưu lại một đạo vết thương, mặc dù không sâu, nhưng là cũng đầy đủ đánh mặt. Lữ thiếu khanh cười ha ha, không sai, hóa thần cùng hóa thần hoàn toàn chính xác có khác biệt, như người loại này rác rưởi cũng dám xưng là hóa thần, ta cảm thấy ngươi là hóa trùng còn tạm được lữ thiếu khanh biểu hiện để thiên phỉ thành người triệt để kinh ngạc đến ngây người hắn hắn lại là hóa thần ta nằm mơ à, làm sao có thể trẻ tuổi như vậy hóa thần trong lịch sử từng có sao trời ạ à, đây là quái vật gì hắn thật là cha mẹ sinh ra sao thiên phi thành người cảm giác được thế giới quan của bản thân sụp đổ trẻ tuổi như vậy hóa thần tu sĩ chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy quá không hợp thói thường Đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, tất cả mọi người cảm thấy mình sống đến cầu thân đi lên. Thái khám cũng là tự lẩm bẩm, cái này lại là thật. Cố Quân Hào biểu lộ 10 phần đặc sắc, miệng há mở, kinh ngạc, sợ hãi, ghen ghét các loại biểu lộ hội tụ vào một chỗ, để hắn nhìn 10 phần buồn cười buồn cười. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra Lữ Thiếu Khanh sẽ là hóa thần tu sĩ. Lúc này mới bao nhiêu năm a? À, trước đó nhìn, thấy Lữ Thiếu Khanh là nguyên anh hắn đã cảm thấy lão thiên rất quá đáng hiện tại hắn mới phát hiện, nguyên lai lão thiên còn có thể càng thêm quá phận, quá phận đến không có bằng hữu. Vì cái gì, vì cái gì hắn có thể trở thành hóa thần tu sĩ? Ta còn đang vì đột phá nguyên anh đau khổ dẫy dụa, không công bằng. Cố quân hào trong lòng phẫn nộ gầm thét, doãn kỳ cự kiếm sử trên mặt đất, thần sắc lo lắng nhìn qua bầu trời. Thái mân chú ý tới doãn kỳ lo lắng, nhẹ giọng an ủi, sư tỷ thế nào? Doãn kỳ nói thầm, ta cảm giác được trong lòng bất an, có cỗ sự cảm không tốt. Thái Mân ngạc nhiên, nàng nhìn qua xa xa trên bầu trời, Lữ Thiếu Khanh cùng xào diễn cách không mà đứng, song phương tựa như con kiến lớn nhỏ. Lại tản mát ra ngập trời khí tức, thân ảnh lại là như vậy cao lớn, để cho người ta khó mà nhìn theo bóng lưng. Không có sao chứ, Lữ Sư Huynh rất mạnh, coi như đánh không lại, cũng sẽ không có sự tình. Doãn kỳ lắc đầu, người không hiểu rõ hắn, không phải hắn cũng sẽ không cho ta cái này đồ vật. Sau khi nói xong, nàng trong tay xuất hiện một viên lệnh bài bàn tay lón nhỏ sữa màu trắng phía trên khắc họa lấy một cái trận pháp loại này lệnh bài rất phổ biến truyền tống trận lệnh bài thái mân nhìn thấy lệnh bài cảm giác được hết sức kinh ngạc truyền tổng trận lệnh bài nơi nào truyền tống trận thiên phi thành không có đến lăng tiêu thành truyền tống trận thái khám không muốn người khác chỉ nhiễm hắn thiên phi thành hắn không có thiết trí kết nối đại thế lực truyền tổng trận doãn kỳ vẫn lắc đầu không nói thêm gì đem lệnh bài thu lại, ánh mắt lần nữa rơi tại trên bầu trời, lẩm bẩm, cái này ra hỏa, lại tại làm cái gì? Lúc này, trên bầu trời xào diễn lửa giận đè nén không được, phẫn nộ hắn gầm hét lên, đáng chết, ta hôm nay nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Chương 1317, không phải là đối thủ, chém thành muôn mảnh, Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, hiển thị rõ khinh miệt tư thái, chỉ bằng ngươi. Muốn chết, siêu xào diễn gầm thét một tiếng, trong tay hắn cũng xuất hiện một thanh trường kiếm, làm hề ung đồ đệ, trở thành quy nguyên các cái thứ hai hóa thần, hắn thiên phú không thể nghi ngờ. Hắn trường kiếm vung lên, xâm nhiên kiếm ý từ trên người hắn bộc phát, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ bầu trời. Kiếm quang hóa thành nghìn vạn đạo, sông lên trời, phảng phất muốn đem bầu trời đâm đến thủng trăm ngàn lỗ. Phá thiên kiếm, sao diễn thực lực mạnh hơn hề hạc vô số lần, cái này một kiếm trên tay hắn bộc phát ra uy lực kinh thiên động địa cùng hề hạc đánh tới tựa như hai loại khác biệt kiếm chiêu bang bang trên bầu trời phảng phất phát ra kim thiết vang lên âm thanh vô số đạo kiếm quang hướng về lữ thiếu khanh oanh sát mà đi cường đại thanh thế uy lực khủng bố dù là cách rất xa thiên phi thành đám người cũng cảm giác được áp lực cực lớn vô số người sợ đến sắc mặt trắng bệch hai chân run lên cảm thấy sau một khắc bầu trời liền bị xuyên phá đâm xuyên cái này đây chính là hóa thần chỗ kinh khủng sao quá mạnh hắn hắn có thể ngăn cản được sao? không ngăn cản được. có người quả quyết mở miệng, lời thể son sắt khẳng định nói, hắn mặc dù cũng là hóa thần, nhưng là hắn quá trẻ tuổi, hắn tuyệt đối là vừa tiến vào hóa thần không lâu, làm sao có thể cùng đã sớm tiến vào hóa thần người sau đâu? sau khi nói xong, còn muốn lắc đầu, rất là thở dài, kỳ thật vẫn là quá vọng động rồi. lời này vừa nói ra, dẫn tới không ít người nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. hoàn toàn chính xác, quá trẻ tuổi tất cả mọi người là tu sĩ, tự nhiên biết rõ thời gian càng lâu, người càng lão Việt yêu. Đồng dạng thiên tài, ai tu luyện thời gian dài, ai liền như bức, đây là thiết luật. Cố quân hào nghe được người chung quanh, trong lòng âm thầm cao hứng. Hắn là ước gì quy nguyên các hóa thần đem lữ thiếu khanh làm nằm sấp. Hề hạc cũng lớn tiếng gào thét, hỗn đản ra hỏa, người chờ chết đi. Ta sư huynh cường đại không phải ngươi có thể ngăn cản được. Nhưng mà, mặc dù xào diễn một kiếm tựa hồ muốn đem bầu trời xuyên phá mà ở lữ thiếu khanh chư ước mặt không có chút nào đủ nhìn lữ thiếu khanh bĩu môi cảm thấy vẫn là trước đừng có dùng mổ heo kiếm quyết mặc quân kiếm tại trong tay xoay chuyển đối xào diễn phương hướng một kiếm đánh xuống kiếm quang lưu chuyển kiếm ý phun trào hư không bên trong phảng phất giấy lên vô số ánh lửa ly hỏa kiếm quyết thiên tĩnh hỏa nhiều đốm lửa tựa hồ từ trên trời giáng xuống lại giống trống rỗng mà hiện vô số ánh lửa như là suối nước hội tụ, đón lấy xảo diễn kiếm quang. Âm ầm, hai cỗ khác biệt kiếm ý va nhau, bộc phát ra kinh thiên bạo tạc tiếng vang. Không ngừng bạo tạc để bầu trời chấn động, linh lực hóa thành tứ ngược phong bạo hướng về chu vi khuếch tán, thiên phi thành nơi này cũng bị tác động đến, vô số phòng ốc tại phong bạo bên trong ẩm vang sụp đổ. Còn có không ít thực lực thấp tu sĩ tại phong bạo xung kích phía dưới, khí huyết quay cuồng, tiên huyết trực phún. May Lữ Thiếu Khanh cùng xào diễn đều không có tận lực nhằm vào thiên phỉ thành, không phải nương tựa theo thực lực của hai người đủ để cho thiên phỉ thành hủy diệt trăm ngàn lần. Đợi đến bạo tạc qua đi, đám người chăm chú nhìn lại, rất nhiều người kinh hô, không có khả năng. Nói đùa sao, ta quả nhiên là đang nằm mơ sao. Trên bầu trời, Lữ Thiếu Khanh lộ ra mười phần nhàn nhã tự đắc, lông tóc không tổn hao gì. Mà xào diễn thì lại khác, hắn khí tức suy yếu mấy phần, sắc mặt tái nhợt, tựa hồ tại vừa rồi đối bính bên trong hắn ăn phải cái lỗ vốn phát hiện này để đám người không thể tin được lữ thiếu khanh còn mạnh hơn xào diễn hề hạc cái thứ nhất không thể tin được hắn giống giận không có khả năng hắn không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy kia là xào diễn a quy nguyên các vị thứ hai hóa thần thiên tài trong thiên tài từ nhỏ nhìn xem hắn lớn lên thực lực cường đại để hề hạc một lần cho rằng thiên hạ đệ nhị cường đại chính là sư huynh của hắn mà bây giờ sư huynh của hắn ở chỗ này thế mà vừa đối mặt liền ăn phải cái lỗ vốn. Tất cả mọi người là hóa thần, dựa vào cái gì là sư huynh của hắn ăn thiệt thòi, mà không phải cái kia ghê tỏm hỗn đản. Sao diễn cũng không dám tin tưởng, hắn thế mà ăn một điểm thua thiệt, mặc dù là một điểm, nhưng đây đã là lần thứ hai. Ngươi, không đợi hắn nổi giận, lữ thiếu khanh a a thanh âm truyền tới, hóa thần cùng hóa thần đích thật là có khoảng cách. Lại là câu nói này, tại là lần thứ hai, Sao diễn cảm thấy Lữ Thiếu Khanh tay một bàn tay một bàn tay quất vào trên mặt của hắn. Hoặc, thể nội lửa giận triệt để bị nhen lửa, đem hắn lý trí triệt để đốt cháy hầu như không còn. Chỉ là trong nháy mắt, sao diễn nhưng như đã mất đi lý trí, sao diễn phẫn nộ gầm thét, ta muốn giết ngươi. Giết, Lữ Thiếu Khanh hào khí tỏa ra, ngươi lấy cái gì giết? Ngươi hóa thần cảnh giới sao? Sau khi nói xong, một kiếm vung ra, thức thứ ba, ly hỏa phần thiên. Kiếm ý bộc phát, tràn ngập trên bầu trời, sau một khắc chính là khắp thiên hỏa diễm. Đen trắng hỏa diễm phóng lên tận trời, xoay quanh mà xuống, hướng phía xào diễn bao phủ tới. Đen trắng hỏa diễm tại xoay quanh bên trong toàn bộ hóa thành ngọn lửa màu đen, tựa như diệt thế chi hỏa, mặc dù không phải chân chính hỏa diễm, lại tản mát ra cực nóng nhiệt độ. Giữ dằn sát ý để xào diễn cảm nhận được tử vong khí tức, hắn cũng bởi vậy lý trí khôi phục không ít. Đáng chết, xào diễn gào thét, hắn lại lần nữa một kiếm vung ra, kiếm quang lạnh thấu xương, vô tình quét ngang bầu trời. Bành, lại là tiếng vang to lớn, mãnh liệt bộc phát, lực lượng kinh khủng oanh sát mà tới. Phốc, xào diễn ngăn cản không nổi, tiên huyết trực phún, bay rót ra ngoài. Về kép xào diễn muốn chọc giận điên rồi, hắn đầy cõi lòng lòng tin mà tới, cho là mình xuất thủ, chỉ là một cái tiểu quỷ hóa thần, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Kết quả qua mấy chiêu, hắn một điểm tiện nghi đều không có chiếm, ngược lại là chính hắn ăn thiệt thòi tình thần cùng nhục thể đều ăn phải cái lỗ vốn cái này hắn A à ai chịu nổi xào diễn phẫn nộ gào thét như là một đầu dã thú bị thương hướng phía lữ thiếu khanh bổ nhào mà đi nhưng mà xào diễn mặc dù là hóa thần nếu như hắn là chống lại những người khác còn không đến mức chật vật như vậy ngày này qua ngày khác hắn đối đầu chính là lữ thiếu khanh lữ thiếu khanh hiện tại đã là hóa thần năm tầng cảnh giới không có lấy ra toàn bộ thực lực cũng đủ để đem xào diễn áp chế đến xiết sao Sao diễn càng đánh càng biệt khuất, cũng càng phát ra không thể tin được. Cái này ra hỏa đến cùng là nơi nào đụng tới đổ vật. Làm sao có thể mạnh như vậy? Đáng chết, sao diễn đỡ được Lữ Thiếu Khanh một kiếm về sau, cảm nhận được áp lực càng lúc càng lớn, hắn cũng không dám lại che giấu. Đáng chết, Ngươi cho rằng ta thực lực cũng chỉ có điểm này sao? Sau khi nói xong, thân thể của hắn chấn động, một cỗ cường đại khí tức bộc phát, chương 1318 sao diễn khí tức bỗng nhiên trở nên mãnh liệt, cường đại nóng bỏng mà táo bạo, tựa như trên trời kiêu dương đồng dạng làm cho người không dám nhìn thẳng. Hóa, hóa thần trung kỳ, bốn tầng cảnh giới, hắn thế mà ẩn giấu thực lực, sao diễn biến hóa, để đám người kinh hãi, sao diễn che giấu thực lực, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Có người kinh thán không thôi, mắt lộ ra sùng bái, đây chính là hóa thần tâm tư như thế chi kín đáo. Thật đáng sợ, lần này Lữ Thiếu Khanh phải xui xẻo a. À hóa thần sơ kỳ cùng hóa thần trung kỳ là hai cái cảnh giới khác nhau hề hạc nhịn không được lần nữa cười lên ha hả ha, ha ha để ngươi cuồng để ngươi phách lối thật sự cho rằng ta sư huynh dễ khi dễ cái khác quy nguyên các nhóm đệ tử cũng là tinh thần đại chấn, vô cùng mừng rỡ thắng chắc cái này đáng chết ra hỏa chết chắc ha ha hắn không nghĩ tới a à. ha ha hắn cuối cùng sẽ vì chính mình tự đại mà trả giá đắt ha ha chúng ta quy nguyên các mới là nhất cường đại vừa mới nhìn thấy lữ thiếu khanh đem xào diễn ép tới gắt gao quy nguyên các nhóm đệ tử trong lòng muốn bao nhiêu bàng hoàng liền có bao nhiêu bàng hoàng hiện tại xào diễn vậy mà bạo phát ra thực lực chân chính lập tức để bọn hắn cảm thấy nhân sinh tràn đầy hy vọng liền liền thái khám bên này cũng là lần nữa thở dài cố quân hào kém chút cười ra tiếng đáng đời trang bê trang quá đầu đi hắn ra vẻ thở dài nói ai sư tử vô thỏ cũng hiểu được dùng hết toàn lực lữ công tử vẫn là tuổi trẻ a à từ cao tự đại, sau cùng đại giới là hắn khó có thể chịu đựng ở. Sau khi nói xong, cố ý nhìn qua Doãn Kỳ, trong lòng thầm nghĩ, nhìn một cái, đây chính là sư huynh của ngươi sao. Doãn Kỳ phiền chết, loại này ánh mắt thật đáng ghét, thật muốn dùng kiếm đem hắn mắt chó móc ra. Nàng dùng sức rộng một cái cự kiếm, không khách khí nói, ngươi biết cái gì. Cố quân hào không dám mạnh miệng, lại cố ý đến hỏi Thái Mân, sư muội, ngươi thấy thế nào. Thái Mân cũng biết rõ Lữ Thiếu Khanh hiện tại tình cảnh không tốt, nhưng là nàng lựa chọn tin tưởng Lữ Thiếu Khanh, ta tin tưởng Lữ Sư Huynh. Tin tưởng Cộng Lông, cố quân hào trong lòng khó chịu, làm sao đều cái này thời điểm, còn tin hắn. Nhìn xem đi, quy nguyên các người cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Đợi chút nữa hắn bị đánh chết, ta nhất định phải tìm địa phương len lén cười vài tiếng. Nhưng mà đối mặt với triệt để bộc phát ra thực lực mình siêu việt, Lữ Thiếu Khanh lại là cao mày, rất là bất mãn, đây chính là lá bài tẩy của ngươi. Ta cảnh cáo ngươi, mau đem lá bài tẩy của ngươi kêu đi ra, không phải sau đó có được ngươi khóc. Lữ Thiếu Khanh để xảo diễn trong lòng nhảy một cái, trong lòng sinh ra một cỗ dự cảm không tốt, giống như Lữ Thiếu Khanh đang chờ cái gì. Nhưng là hiện tại hắn cũng không sợ Lữ Thiếu Khanh, hắn một mực tải ẩn giấu đi thực lực mình, bây giờ bị khiến cho ra. Đã dạng này, vậy liền để Lữ Thiếu Khanh hảo hảo kiến thức một chút sự lợi hại của hắn. Ngươi đi chết đi. Sao diễn gầm thét, lại một lần nữa sử xuất hắn thiên cấp kiếm pháp. Lần này bộc phát huy lực so một lần mạnh hơn, kinh khủng kiếm quang bay lên không, lại một lần nữa hóa thành ngàn vạn kiếm quang, lôi cuốn lấy kinh khủng kiếm ý, lại một lần nữa xé rách bầu trời. Đồng thời, giữa thiên địa chấn động không ngót, thiên phí thành kiến trúc lạ. Y một lần nữa bị cuồng bạo linh khí phong bạo phá hủy hơn phân nửa. Thanh thế như vậy thật lớn kiếm quyết, làm cho người uy lực khủng bố làm cho tất cả mọi người kinh hãi, đều cảm thấy Lữ Thiếu Khanh chết chắc. Kiếm quang phá thiên, kiếm ý tứ ngược, tựa như che khuất bầu trời mũi tên bắn về phía Lữ Thiếu Khanh. Đối mặt với xào diễn công kích mãnh liệt, Lữ Thiếu Khanh biểu hiện lại một lần nữa vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Lữ Thiếu Khanh vẫn là nhẹ bồng bình một kiếm vung ra, ký thác xào diễn kỳ vọng cao công kích toàn bộ chôn vùi, tiêu tán ở giữa thiên địa. Nhẹ nhõm hóa giải, như là thanh phong từ đến, đơn giản đến để cho người ta hoài nghi mình con mắt xuất hiện vấn đề xào diễn ngây ngẩn cả người hề hạc ngây ngẩn cả người quy nguyên các nhóm đệ tử ngây ngẩn cả người thiên phỉ thành người cũng đều ngây ngẩn cả người nằm mơ a à, như thế mạnh lên xào diễn ngược lại giống như trở nên càng đồ ăn dựng lên công kích như vậy còn không bằng mới vừa rồi không có triệt để bộc phát thực lực mạnh đây chẳng lẽ xào diễn biến thân bộc phát thời điểm tiêu hao quá nhiều linh lực cho nên thân thể hư rồi cảm nhận được xào diễn không hiểu lữ thiếu khanh cười lạnh liền ngươi ẩn giấu thực lực xào diễn chấn kinh một vạn năm, ngươi, ngươi cũng che giấu thực lực. Lữ Thiếu Khanh đến bây giờ cũng không có triệt để bộc phát ra thực lực của mình, để xào diễn căn bản không biết rõ Lữ Thiếu Khanh rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nghe được Lữ Thiếu Khanh lời này, xào diễn luống cuống, trong lòng nhịn không được sinh ra sợ hãi. Lữ Thiếu Khanh cười khẩy, giết người chu tâm, làm sao? Ngươi sẽ không cho là ta đối phó ngươi còn muốn sử xuất toàn bộ thực lực A. Hóa thần cùng hóa thần cũng là có khác biệt. Câu nói này lại một lần thật sâu thương tổn tới xào diễn, ta muốn cùng ngươi liều mạng. Xào diễn ánh mắt đỏ thâm, lý trí lại một lần bị thôn phệ. Ngây tho, lữ thiếu khanh cười lạnh, đến bây giờ xào diễn còn không có nhận rõ thế cục. Đồng thời lữ thiếu khanh nói thầm trong lòng, hắn là hề ung um không có cùng đi theo. Xem ra còn phải thêm chút sức, lữ thiếu khanh ánh mắt hung ác, một nháy mắt thể nội biểu ra sát khí như là trong không khí linh khí, cũng như mùa đông bên trong lạnh lẽo gió lạnh trong nháy mắt để siêu việt cảm nhận được tử vong khí tức mặc quân kiếm chậm rãi đưa ra quang mang lóe lên một cỗ cường đại không cách nào hình dung khí tức từ trên thân kiếm bộc phát mặt trời phảng phất biến mất giữa thiên địa trở nên lờ mờ trên bầu trời vô số tinh thần lấp lánh bỗng nhiên một viên trói mắt nhất tinh thần bắn ra một đạo tinh quang từ trên trời giáng xuống đối xào diễn phóng tới tinh lạc xào diễn nhìn xem một màn này trong lòng còi báo động đại tác tử vong khí tức càng thêm nồng đậm cảm nhận được nguy hiểm, hắn biết mình không xuất ra toàn lực, chờ đợi lấy hắn chỉ có tử vong. Sao diễn nổi giận gầm lên một tiếng, cổ tay xuất hiện vài kiện pháp khí, ném mạnh mà ra, hóa thành tầng tầng vòng bảo hộ, đem nó bảo hộ tại sau lưng. Tầng tầng vòng bảo hộ, đủ mọi màu sắc, đem hắn bảo vệ, tựa như trong mai rùa ô quy. Tinh quang xuyên phá hư không, trên không trung tựa như lưu tinh xẹt qua, trùng điệp rớt xuống. Phanh phanh, Sào diễn đặt vào kỳ vọng cao vòng bảo hộ từng tầng từng tầng vỡ vụn, không được bất kỳ tác dụng gì, liền trì trệ một cái đều làm không được. Sao diễn sắc mặt đại biến, còn muốn làm chút gì, cũng đã không còn kịp tội. AI cuối cùng, tỉnh quang trùng điệp đánh chúng Sào diễn, sao diễn tiên huyết cuồng phún, kêu thảm rơi vào đại địa, chương 1319. Môn phái bên trong, rào hoạt nhất chính là hắn. Một tiếng hét thảm, vang vọng thiên địa, để thiên phỉ thành triệt để chấn động vô số người xôn xao không thể tin được chính mình nhìn thấy hết thảy lữ thiếu khanh thế mà một kích liền để xào diễn tiên huyết trực phún bản thân bị trọng thương như là như lưu tinh rơi vào đại địa một kỹ trị uy khủng bố như thế sao diễn ẩn giấu đi thực lực cuối cùng bạo phát đi ra làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy lữ thiếu khanh nhất định phải thu a à, kết quả lại vượt quá tất cả mọi người dự kiến sao diễn không có mấy hiệp liền bị đánh bay bản thân bị trọng thương bộc phát thực lực về sau biểu hiện ngược lại không bằng trước đó, để cho người ta nghiêm trọng hoài nghi xảo diễn biến thân tiêu hao quá nhiều năng lượng, cho nên kế tục không còn chút sức lực nào. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua bầu trời thượng hoành không mà đứng Lữ Thiếu Khanh. Mặc dù tại trong con mắt của bọn họ Lữ Thiếu Khanh thân ảnh tựa như con kiến lớn nhỏ, thị lực kém một chút căn bản không nhìn thấy hắn. Nhưng tất cả mọi người cảm thấy Lữ Thiếu Khanh thân ảnh đỉnh thiên lập địa, tựa như thiên địa cự nhân, vượt ngang tại chân trời, tựa như thần linh, nhìn xuống trong nhân thế làm cho lòng người sinh kính sợ hắn a à, cố quân hào cả người đều chọn tròn mắt trong lòng cuồng mắng xảo diễn không góp sức hắn a à, thân thể ngươi như thế hư cũng không cần ra mất mặt xấu hổ nếu như có thể cố quân hào đều nghĩ đến sông đi lên thay thế xảo diễn thu thập lữ thiếu khanh lại hoặc là cố quân hào nghĩ sông đi lên cho xảo diễn hung hăng ném lên mấy bàn tay cho người ta hy vọng cuối cùng cho người ta tuyệt vọng tính là gì đồ vật ngươi cũng dám tự xưng hóa thần tu sĩ. Hóa thần tu sĩ mặt mũi đều bị như ngươi loại này hư nam mất hết. Hề hạc các loại quy nguyên các đệ tử cũng đều mắt choáng váng. Hóa thần A, hóa thần xuất thủ cũng đánh không lại lữ thiếu khanh sao. Còn có thiên lý sao, còn có vương pháp sao. Lão thiên vì cái gì có thể khoan nhượng như thế một cái kinh khủng thiên tài yêu nghiệt tồn tại. Lão thiên không có cân nhắc qua bọn hắn những này phổ thông tu sĩ sao. Bất quá, hề hạc lấy lại tinh thần, cắn răng, còn không có thua, chúng ta còn không có thua. Sao diễn bị một kiếm đánh bay, Lữ Thiếu Khanh nội tâm không có chút nào ba động, liền ngao trường đạo loại này tồn tại đối mặt với lục tiên kiếm quyết đều ăn thiệt thòi, chớ đừng nói chi là xảo diễn. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt dò xét chu vi, trong lòng cảnh giác kéo căng. Bất quá, hắn không có phát giác được cái gì, chỉ là cảm giác được có một đôi mắt trong bóng tối nhìn chầm chầm hắn, tựa như trong bóng tối dã thú, để hắn rất không thoải mái. Không ra, Lữ Thiếu Khanh trong lòng cười lạnh, hắn giơ lên mặc quân kiếm đối xảo diễn lần nữa vung ra. Xảo diễn có sinh mệnh nguy hiểm, không tin người sau lưng không ra. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh đối với mình xuất thủ, kinh khủng kiểm quang để trong lòng của hắn khó mà sinh ra lòng kháng cự, xảo diễn không thể không hô to, sư phụ, cứu ta. Mặc dù rất mất mặt, nhưng giờ này khắc này, mạng nhỏ mới là trọng yếu nhất. Theo xảo diễn hô to, giữa thiên địa thời gian phảng phất đình chỉ, trong hư không truyền tới một phiếu miếu thanh âm. Tiểu gia hỏa, qua, tiếp lấy thiên địa phảng phất tạo nên gọn sóng, như là mặt nước tạo nên gọn sóng, có người từ dưới mặt nước xuất hiện. Một tên áo xám lão giả từ trong hư không đi ra, cao tuổi thân thể, giống như nến tàn trong gió, lão niên tuổi xế chiều lão nhân. Nhưng mà, mắt ưng cầu mũi lại cho hắn tăng thêm mấy phần âm tàn cùng hung ác, không có người sẽ đem hắn cùng thiện lương hiển lành liên lạc. Hắn xuất hiện, hấp dẫn lây tất cả mọi người ánh mắt trở thành giữa thiên địa tiêu điểm. Nhìn thấy lão giả xuất hiện, hề hạc nhẹ nhàng thở ra, sau đó đắc ý cười ha hả, thanh âm cơ hồ quanh quận tại toàn bộ thiên phi thành, làm cho tất cả mọi người đều nghe được. Ha ha, ra ra, ra ra của ta tới, quy nguyên các hóa thần, hậu kỳ tám tầng cảnh giới, ai có thể địch. Vô số người nghe vậy, hít một hơi lãnh khí, hóa thần hậu kỳ, tám tầng cảnh giới, cái này cần mạnh bao nhiêu. Đùa đùa giỡn a à, hóa, hóa thần hậu kỳ, Tám tầng cảnh giới, đây là cái dạng gì tồn tại? Tề Châu, có người có thể là đối thủ của hắn sao? Quy nguyên các như thế cường đại, thiên phỉ thành người nhao nhao kinh hô, bị xuất hiện hề ung chấn kinh. Cố quân hào bên này kém chút liền muốn hát vang một khúc. Còn tưởng rằng quy nguyên các cứ như vậy xong đây, còn tốt, cuối cùng xứng đáng được quy nguyên các ba chữ to, phái ra trọng. Lượng cấp tồn tại, trong lòng của hắn đắc ý, ánh mắt theo bản năng hướng doãn kỳ vị trí nhìn lại nhưng mà cái này xem xét, lại mắt choáng váng, Doãn Kỳ cùng Thái Mân không biết rõ cái gì lúc sau đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có trên mặt đất lưu lại mấy cái lỗ hồng, kia là Doãn Kỳ cự kiểm cắm ở phía trên lưu lại vết tích. Đi nơi nào, cố quân hào bên này nói thầm, không phải là chạy trốn. Nghĩ đến chỗ này, cố quân hào trong lòng tiếc hận. Mà Doãn Kỳ bên này mang theo Thái Mân về tới Lữ Thiếu Khanh ở lại địa phương, Thái Mân rất hiếu kỳ, sư tí, thế nào? Doãn Kỳ đi vào sân nhỏ nơi này về sau, cổ tay khẽ đảo, thấp giọng nói, Thiếu Khanh cùng ta nói qua, một khi xuất hiện địch nhân cường đại, để cho ta trở về đem tổ sư tìm đến. Thái Mân chấn kinh, Lữ Sư Huynh đã sớm nghĩ tới chỗ này rồi. Liên hệ ung đến đều đoán được rồi, tâm tư này cũng không tránh khỏi thật là đáng sợ a. À. Doãn Kỳ lẩm bẩm, sư phụ nói qua, môn phái bên trong, giảo hoạt nhất chính là hắn. Sau đó, hướng lệnh bài bên trong đưa vào linh lực, lệnh bài quang mang lóe lên mặt ngoài ánh sáng sáng lên như là thiên nữ vung phát phẩy hướng chung quanh dưới mặt đất quang mang sáng lên một cái truyền tống trận xuất hiện tại hai người dưới chân thái mân lần nữa chấn kinh nơi này là thiên phỉ thành cái này địa phương nàng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa nàng có thể khẳng định nơi này tuyệt đối không có truyền tống trận đây là lữ sư huynh bố trí truyền tống trận thái mân đã không biết rõ nói cái gì cho phải nàng tại lăng tiêu phái nghe nói qua không ít liên quan tới lữ thiếu khanh truyền thuyết nhưng phía dưới môn nhân đệ tử đối lữ thiếu khanh nhận biết không nhiều có người không biết rõ lữ thiếu khanh biết rõ lữ thiếu khanh đại đa số đều là không tốt đánh giá môn phái sỉ nhục lười biếng hạng người vân vân mà chỉ có tự mình tiếp xúc qua lữ thiếu khanh mới biết rõ lữ thiếu khanh đến cùng có bao nhiêu lợi hại chỉ ít hiện tại thái mân đã sinh ra sùng bái trì tâm tuổi tác tuy nhỏ làm việc lại như lão hồ ly đi thôi, chúng ta nhanh đi đem tổ sư mời đến, không phải hắn sẽ bị đánh chết. Theo Doãn Kỳ rút lời dưới, hai người biên mất tại truyền tống trận bên trong. Tiểu gia hỏa, của người phát triển, rất vượt quá dự liệu của ta. Hề ung nhìn chằm chằm lữ thiếu khanh, trong ánh mắt mang theo kinh nghỉ bất định, đồng thời còn có thật sâu sát ý. Lão già, không biết sâu hổ, chương 1320. So với hắn còn muốn vô sỉ, không thể nhịn, hề ung bình tĩnh xuất hiện, không có giống lần trước đồng dạng tận lực tản mát ra kinh khủng khí tức, nhưng lại cho tất cả mọi người một loại chịu nặng cảm giác, tựa như đối mặt với một đầu tuyệt thế hung thú, một khi thức tỉnh, ổn thỏa diệt thế. Tất cả mọi người biết rõ hề ung um so với xảo diễn càng thêm cường đại, càng thêm đáng sợ. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh lại tuyệt không khách khí, chỉ vào hề ung um chửi ầm lên. Nhìn thấy hề ung, um, Lữ Thiếu Khanh hận đến thẳng cắn răng. Lúc trước hắn còn chỉ là nguyên anh Hề ung liền không giảng võ đức theo đuôi đến Yến Châu, nghĩ đến lấy lớn hiếp nhỏ giết hắn. Nếu như không phải liễu xích ở bên người dọa đi hề ung, lữ thiếu khanh hiện tại có thể lên đứa bé học đường, vỡ lòng đi học. Đương nhiên, kia là đầu thai thật tốt, đầu thai không tốt, cái này một lát đến cởi chuồng đi chăn châu. Gặp qua hèn hạ, liền chưa thấy qua như thế hèn hạ. Hiện tại cũng là đi theo xào diễn mà đến, núp ở phía sau mặt nghĩ đến làm hoàng tước. Quy Nguyên các người chính là như vậy hèn hạ vô sỉ, so với hắn còn muốn vô sỉ. Cái này không thể nhịn, trên thế giới người người đều vô sỉ như vậy, mỹ hảo thế giới ở đâu? Một mình hắn hèn hạ vô sỉ là được rồi, những người khác không được. Cho nên, lần này đem cái này lão già xử lý, lại đem Quy Nguyên các diệt, triệt để đem cái này vô sỉ môn phái tận diệt. Lão bất tử là vì tặc, người cái này con rùa già làm sao còn bất tử? Lần trước kẹp lấy cái đuôi chạy trốn lần này còn dám ra. Cái đuôi dài ra rồi, tiểu nhân đánh không lại ta, ra lón, lớn đánh không lại, lão cũng cút ra đây, người đế. N thời điểm đánh không lại, các ngươi quy nguyên các lão tổ tông có phải hay không muốn khiêng vách quan tài nhảy ra. Ta nhìn các ngươi quy nguyên các tất cả mọi người mặt đều là từ giữa đó gấy, một bên không mặt mũi, một bên da mặt dày. Đến, đến, để cho ta đâm ngươi mười kiếm bát kiếm, nhìn ngươi cái này lão già ra mặt đến cùng dày bao nhiêu. Lữ thiếu khanh chỉ vào hề ung um dừng lại mắng to, tất cả mọi người sợ ngây người. Đại ca, người lá gan đến cùng lớn bao nhiêu? Đây là so sào diễn càng thêm cường đại tồn tại, có vẻ như cũng là so người cường đại tồn tại, người còn dám mắng? Chẳng lẽ chỉ có to gan người mới có thể đủ trở thành hóa thần? Thái khám ôm đầu, đã không muốn nói chuyện. Đối mặt với loại này kinh khủng tồn tại, người dạng này mắng, chọc giận hắn, một trường vỗ xuống tới, thiên phỉ thành còn có cặn bã thừa sao? Cố quân hào càng thêm vui vẻ, mắng chửi đi, mắng chửi đi, người mắng càng hung ác, chết càng thảm. Thật là, cho là mình có chút thực lực liền thiên hạ vô địch rồi. Hề ung bị lữ thiếu khanh chỉ vào mắng to, mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng là nhìn chằm chằm lữ thiếu khanh ánh mắt càng hung hiểm hơn, lạnh thấu xương sát ý như là một đám lửa tại ngực hội tụ thiêu đốt. Hắn là càng xem sát ý liền càng dày đặc, nhìn qua lữ thiếu khanh, trong lòng của hắn theo bản năng cầm hề hạc cùng lữ thiếu khanh tương đối một phen. Kết quả vừa so sánh, hắn có muốn xông qua đem cháu của mình đánh chết, đưa đi đầu thai được rồi. Hề hạc tuổi tác so lữ thiếu khanh lón, hai người cũng có thể nói là cùng thế hệ. Nhưng mà hề hạc so với lữ thiếu khanh chênh lệch rất rất nhiều. Có lẽ tuổi tác phương diện có thể siêu việt lữ thiếu khanh. Cái này thời điểm, hề hạc thanh âm từ đằng xa truyền bên, tiểu tử, người không nghĩ tới ra ra của ta cũng tới a à. Cái này kêu cái gì? Cái này gọi bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Nghe vậy, hề ung trong lòng có mấy phần vui mừng nhìn qua lữ thiếu khanh ánh mắt nhiều hơn mấy phần đồng tình có lẽ trước mắt cái này tiểu tử phách lối cuồng vọng làm việc tùy ý làm bậy cháu của mình ở phương diện này cũng mạnh hơn hắn đi tốt xấu cũng có một chút mạnh hơn lữ thiếu khanh hề ung trong lòng vui mừng nhưng cùng lúc sát ý không giảm lữ thiếu khanh thiên phú quá yêu nghiệt nhỏ tuổi như thế đã là hóa thần còn có thể đem hắn đổ đệ đánh bại khủng bố như thế thiên phú chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy dạng này người nhất định phải giết, còn thiên hạ một cái bình thường. Tiểu tử, người mắng càng hung ác, cũng có thể nổi bật ra ngươi vô mưu cùng sợ hãi. Kiếp sau đầu thai làm người thời điểm, nhớ lấy mang theo đầu óc. Đầu óc, lữ thiếu khanh cười lạnh, mặc quân kiếm chỉ phía xa hề ung, mắng, ta nhìn ngươi là lão niên si ngốc, ngươi cũng dám nói đầu óc. Vô tri tiểu nhi, sao diễn khống chế lại thương thế của mình, diện mục giữ tợn xông lại, nhe răng cười, ha ha, người tuyệt đối không nghĩ tới đây là nhằm vào ngươi cái bẫy a à. sao diễn hận ý trùng thiên diện mục vặn vẹo dữ tợn nhìn hắn bộ dám hận đến không xông lại đem lữ thiếu khanh tươi sống cắn chết nhưng là chiến đấu mới vừa rồi đã để hắn biết rõ hắn còn lâu mới là đối thủ của lữ thiếu khanh cho nên đánh không lại vậy liền miệng pháo không phải trong lòng hận ý khó mà phát tiết Người nhớ ở chỗ này nhục nhã sư đệ ta lại không nghĩ rằng chúng ta đã sớm tại nhằm vào ngươi đi người không có đầu óc chính là ngươi, ngươi thơ tiểu nhi, vô tri tiểu nhị, hôm nay liền là ngày rỗ của ngươi. Ha ha, ngươi vừa diệt, lăng tiêu phái còn có ai có thể đối phó được thầy trò chúng ta hai người. Ngươi chết, lăng tiêu phái người cũng sẽ xuống dưới cùng ngươi, ha ha. Sao diễn càng nói càng đắc ý, trong lòng biệt khuất cũng bởi vậy biến mật, đắc ý cười ha ha. Đến một bước này, cũng không cần giấu giếm cái gì, tất cả đều nói ra, để lữ thiếu khanh chết được minh bạch, cũng tốt nhờ vào đó để trong lòng của hắn phát tiết một cái, đồng thời vấn hồi một điểm mặt mũi. xa xa thiên phi thành đám người nghe vậy, nhao nhao lắc đầu, không ít người thiết hận. đáng tiếc a, à, lữ thiếu khanh cùng những này lão hồ ly so ra vẫn là quá non. đúng vậy a, à, hắn như thế nào đấu qua được những này lão hồ ly đâu? tu hành giới coi trọng chính là mạnh được yếu thua, kẻ thắng làm vua, hắn coi như lại có thiên phú, lợi hại hơn nữa, chết ở chỗ này cũng chỉ sẽ trở thành một chuyện cười chủ quan chúng kế rồi thái khám này lại đã không biết rõ nói cái gì cho phải nhìn xem người chúng kế còn liên lụy ta thiên phỉ thành đối mặt với hóa thần thái khám hiện tại muốn trốn cũng trốn không thoát nhận mệnh thái khám trong lòng mười phần bi thương còn bên cạnh cố quân hào hát vang một khúc xúc động càng tăng lên hắn bóp lấy bắp đùi của mình mới không có để cho mình cười ra tiếng để ngươi cuồng để ngươi phách lối hiện tại chúng kế rồi nhất định mười phần hối hận a à. ai người cũng liền dạng này hề um nhìn qua trầm mặc không nói lữ thiếu khanh chậm rãi mở miệng tiểu tử ta và ngươi nói qua nếu như ngươi nguyện ý quy nguyên các tùy thời hướng ngươi nằm mở cửa chính ngươi có thể trở thành quy nguyên các đại sư huynh đạt được quy nguyên các toàn lực bồi dưỡng tới đây đã kết thúc tập này cảm ơn đã nghe hết tập này hẹn gặp lại tập kế tiếp